Tiếp tục nha anh em. Vào đề luôn anh em ơi. Hôm nay tiếp tục đồ ghề anh em, mã số 1 nha. Mã số 1 đầu tiên cho anh em là 130k nha anh em. Gồm có một cái xẻng này, rất là đẹp. Đó, mình xoa dầu cho nó chống xét rỉ rồi nha. Và một cái cốt chĩa. Đấy, về tháo cán ra. Nhổ cái đinh này anh em nè, tháo cán ra cán vào nha. Cốt chĩa 4 răng và một cái cuốc. Đấy, về tháo cán ra nha anh em. Đấy. Rồi, mã này ba cái này 130k nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình nha, mấy anh em mới vào chốt hàng lưu ý giúp mình. Hàng bên mình là anh em lưu ý là mình không ship code nha anh em. Anh em chuyển khoản đủ từ 300k trở lên mình sẽ bao ship cho anh em. Còn nếu mà dưới 300k anh em vui lòng cọc cho mình 30% tùy theo cái đơn hàng của anh em chốt nha. Thì anh em chốt hàng là kết bạn số Zalo mình có để ở dưới tiêu đề nha anh em. Rồi anh em nhắn tin qua cho mình là mình sẽ trả lời cho anh em muộn nhất là 5 phút nha. Nhiều lúc mình có tí việc này kia khác nọ, hoặc là mình đang chốt cho người này là mình xong là mình mới trả lời cho người khác anh em. Rồi mình lên cho anh em là cà lê đầu dòng nha. Một đầu dòng một đầu khóa nha anh em. Một đống như thế này luôn. Tổng cộng là 20 cái. Nhỏ lớn gì cũng có nha anh em. 8, 9, 10, 11, 12, 13 gì đó. Nói chung là lớn nhất trong này là cái này anh em, 22 nha. Lớn nhất là 22 nha anh em. Là một đầu dòng một đầu khóa nha. Tất cả là một đầu dòng một đầu khóa. Mình đã chọn là miệng đẹp hết rồi nha anh em. Đấy, đây là cà lê hàng bãi Nhật đàng hoàng nha anh em. Mã số 2 270k nha. Mình lên mã số 3 cho anh em là ba cái mũi khoan. Ba cái mũi khoan nha anh em, khoan bê tông. Cái mũi này thì mình không biết làm cái gì luôn, để tí nữa mình đưa cái đầu nó cho anh em xem. Còn ở đây là mũi khoan bê tông nha anh em. Đầu nó rất là đẹp luôn nha. Đây, không mẻ luôn nha. Không mẻ luôn. Đó. Không mẻ luôn. Cái này dùng cho 13 ly nha anh em. Máy 13 ly nha. Rồi, mũi khoan bê tông này thì cái này nó hơi xấu một tí. Rồi cái này dùng cho máy kẹp nha. Đầu mang ranh kẹp lại anh em. Còn cái mũi này là gài. Mình có thấy một đường rãnh ở đây. Và cái này là đầu dặn. Cái này là đầu dặn gai. Gai còn đẹp nha anh em. Đấy. Còn ở dưới đây thì nó như thế này đây. Đó, rất là đẹp luôn. Đầu nó thì tròn nha anh em. Đầu nó thì tròn. Đấy. Mình đo thử cái này nó dài bao nhiêu cho anh em luôn nha. Cái mũi này là dài tổng là 82 cm nha anh em. 82 cm cho cái mũi này nha. Rất là to luôn. Đấy. Rồi, mã này là ba mũi này là 290k nha anh em. Ba mũi này là 290k, mã số 3 nha. Mình lên cho anh em là mã số 4 là ba cây xà cày. Mã số 4 là ba cây xà cày nha anh em. Đấy, hình thức của ba cây xà cày này là nó như thế này. Một cây này đầu nó như thế này, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, một cây này. Đây, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Hai cây này. Ba cây này. Đấy. Mình sẽ đo cho anh em nha. Mình sẽ đo cho anh em. Cây dài nhất nha anh em. Cây dài nhất là 70. Cây dài thứ hai là 57. Cây dài thứ ba là 46. Rồi, ba cây này là 180k nha anh em. Mã số 4 là 180k. Rồi mình lên mã số 5 cho anh em nha. Mã số 5 cho anh em. Anh lấy giùm em cây ấy á, cái này. Cái cuộn băng keo. Đây là mã số 5 nha anh em. Chờ mình một tí. Mã số 5 cho anh em là lên cho anh em là một bộ cờ lê đầu dòng nha anh em. Đấy, là hàng Nhật bãi thì anh em dòm thấy là nó đen như thế này đúng không? Nó đen. Nhưng mà mình đã chọn cái miệng nó đẹp hết cho anh em rồi nha. Mình đã chọn cái miệng nó đẹp hết cho anh em rồi. Thì trong này á, là có 8, có 10, có 12, 13, 10, nói chung là đầy đủ số luôn. Lớn nhất trong này là hình như 29 hay sao anh em. Đây là 29 nè. Đó, tất cả là miệng còn đẹp hết nha anh em. Miệng còn đẹp hết. Đấy, mình đã chọn rồi. Trong này tổng cộng là 12 cái. 20 cái. Nguyên một đống này là 20 cái nha. Từ 8 trở lên 29 đổ lại nha anh em. Rồi, mã số 5 là 290k. Mã số 6 cho anh em là mình lên cho anh em một cây thước thủy và một số thước góc nha. Đầu tiên là một cây thước như thế này, 30 cm nha anh em. Chiều dài nó là 30 cm, còn số rõ ràng luôn nha. Đấy, hai bên đầy đủ. Rồi,
thứ hai là một cái cử cho anh em nha, một cái cử đó, cái cử này là dài 50 nha. Rồi thước góc thì có cây ngắn là một chiều nó là 15, một chiều 30, có một cây này là 10 phân này, dài 30 đó, hai cây này, đây là 15-30 này, ba cây 15-30, bốn cây, rồi bốn năm cây thước nha anh em, năm cây thước ngắn 15-30 là năm cây thước ngắn nha. Rồi thước góc dài này, một đầu là 25, một đầu 50 nè, một cây này, hai cây này, ba cây này, và có một cây bảng lớn nha nè, bảng lớn dày đó, bảng lớn đàng hoàng, 25-50 nha. Đó thước còn rất là chuẩn, số còn rõ ràng luôn, và một cây thước thủy, thủy còn đầy đủ nha anh em, thủy trong này còn đầy đủ luôn. Cây thước này dài tầm hơn 60 nha anh em, mình đo cụ thể cho anh em. Cây này là 75 nha anh em, cây thước thủy này 75, còn thủy đàng hoàng nha anh em. Rồi nguyên cái này là nguyên cái chỗ này là mã số 6 120k. Rồi mã số 7 cho anh em là hai lưỡi cưa. Hai lưỡi cưa này á là răng dày nha anh em, răng dày dùng cho cắt sắt, các tôn gì đó anh em nha. Mình thấy răng nó dày, hợp kim còn đẹp luôn nha. Mình sẽ đo đường kính nha. Ở trong này là 2,5 cm nha. Cái cốt nó là hai cốt bằng nhau hết nha, 2,5 cm. Còn đường kính bên ngoài là một lưỡi là 30 này, một lưỡi là 30,5. Rồi hai lưỡi còn rất đẹp luôn. Mã số 7 là 250 nha anh em. Hai lưỡi này là 250 nha. Đó, hợp kim còn đầy đủ luôn nha anh em. Rồi mình lên mã số 8 cho anh em nha. Mã số 8 là 200k. Mã số 8 là 200k. Ở dưới này nó có một miếng gỗ, còn cái bàn cắt nó trên đây. Đấy, đây là cái bàn cắt gạch nha anh em, cắt gạch. Lưỡi nó còn đẹp luôn nha anh em. Đây, lưỡi nó đây anh em à. Mình xoay nó chạy nè anh em. Đó, mình xoay nó chạy nha. Lưỡi nó còn ok luôn, không bị mẻ luôn, xay hoạt động bình thường. Đấy, thì anh em cứ đặt chè là cắt chày thôi. Rồi mình đè xuống là hai cái này nó sẽ đè, nó sẽ bể gạch ra nha. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, có thông số đầu đuôi đàng hoàng. Riêng cái bàn cắt gạch này là mình đo cho anh em nha. Bàn cắt gạch này tổng lột lòng của nó ở trong này, tới đây luôn nha anh em. Tới đây là 33, còn tới đây là 30. Đấy, rồi bàn cắt gạch đây là mã số 8, 200k nha anh em. Mã số 8 là 200k. Thêm mã số 9. Rồi mình lên cho anh em là mã số 9 nha. Mã số 9 cho anh em là 20 cái lưỡi dùng cho máy phát nha, máy phát cỏ nha nè. 20 cái lưỡi. Rồi, 20 cái lưỡi nha anh em. Đó, 20 cái lưỡi. Từ. Mã số 9, 20 cái lưỡi này nha. Mã này là mã số 9, 220k. 220k cho 20 cái lưỡi. Lưỡi này á là mình cũng nó báo với anh em là mình đã mình đã chọn cái hợp kim nó đầy đủ. Còn những cái mà nó gãy hợp kim rồi, bể hợp kim rồi là mình bỏ loại hết rồi nha anh em. Đấy, 20 cái lưỡi này là bằng nhau. Mình đo kích thước một cái lưỡi cho anh em xem nha. Cái lột lòng ở trong này nè, cái cốt của nó là 2,5 cm nha. Còn cái đường kính này là 23 cm nha anh em. Đó, 20 cái lưỡi này. Mã số 9, 220k. Rồi mình lên mã số 10 cho anh em nha. Mã số 10 cho anh em là lưỡi phay nha anh em. Lưỡi phay với có vài cái lưỡi mình không biết. Đây, một cái này. Mã đây là mã số 10, 200k. Mình xả rẻ cho anh em thôi, cái này nó nặng lắm nha. 200k. Mã số 10 nè. Một lưỡi như thế này, một lưỡi như thế này. Đó, lưỡi phay này, còn hợp kim đẹp luôn nha. Rồi phay này, hợp kim đẹp nè. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 cái nha anh em. 10 cái. Tổng cộng là 10 cái lưỡi này, 200k. Đó, nó rất nặng luôn. Rồi, mình lên mã 11 cho anh em là một cái mỏ lết răng. Size này là size 600 nha anh em. Size này là size 60 nha, size 600ml nha. Riêng cái này là đẹp tuyệt đối nha anh em, đẹp tuyệt đối luôn. Mình nói anh em tại sao đẹp tuyệt đối để mình nói cho anh em ra. Đây là mình cọ dưới xi măng, nó dính xi măng anh em. Đó, đẹp tuyệt đối nha. Đây, một cái mỏ lết rất là đẹp luôn nha. Đây là size 600ml nha. Mình sẽ cho anh em xem răng của nó. Răng của nó nè anh em, không bị miếu tà một tí nào luôn nha. Đó, trên dưới. Và lò xo nó còn ok luôn, anh em thấy lò xo không? Đây, mình bóp vào cho anh em thấy để nó bung ra nha.
Đây anh em. Đây. Anh em thấy nó bung. Đấy, lò xo còn hoạt động ok nha anh em. Đấy, nó bung. Đấy, lò xo là đây. Đó, lò xo lửa gà đầy đủ hết. Riêng cái mỏ led này là 330k nha, mã 11. Mã 12 cho anh em là hai cái cùm led cáp nha. Hai cái cùm tăng cáp nha anh em, một cái lớn một cái nhỏ. Đấy. Có móc neo đầy đủ luôn. Đây, hai cái móc neo ở đây. Hai cái móc neo đầy đủ luôn. Đấy. Hai cùm tăng cáp này rất là mới luôn, còn đẹp luôn. Một cái còn màu xanh như thế này, một cái là màu đen đen nha. Đây. Bọc nhôm cáp đầy đủ, móc xích đầy đủ, bên đây cũng vậy luôn. Rồi, hai cùm tăng cáp này đang hoạt động bình thường hết. Mã này là mã 12, 330k. Mã 13 cho anh em là một rổ kéo. Rổ kéo này tổng cộng là 50 cái nha anh em. Một cái rổ kéo đầy như thế này, anh em dùng cái rổ này. Đó, đầy luôn nha. Đầy luôn. Đấy, anh em dùng cao hơn cái miệng luôn. Anh em dùng này. Đó, anh em thấy không? Đó. Một rổ kéo đầy như thế này mình đã lựa. Anh em về là vệ sinh, mài, đâu vào đó đàng hoàng hết. Nói chung là hiện tại là cắt rất ok luôn. Nhưng mà anh em cứ về là rửa cho sạch sẽ ra để mà bán lại hoặc là dùng nha. Mã này mã 13 200k cho 50 cái kéo, anh em tính ra mấy ngàn một cái. Mã 14 cho anh em là mũi đục nha. Mũi này là mũi đục máy nha anh em, không phải là mũi đục thường đâu. Đây là mũi đục máy. Thì trong này là có hai cái mũi. Hai cái mũi này á là 21 ly nha. Hai cái mũi này là 21 ly nè. Đấy, còn 4 mũi còn lại là dùng cho 17 ly nha nè. Đó, mình đo đường kính cho anh em xem. Cái mũi này giống như chưa xài luôn nha nè. Đây, nó còn đầu tum luôn nè. Đấy, mình đo từng mũi cho anh em xem nè. Mũi đầu tiên 27, mũi thứ hai là 25, mũi thứ ba là 32, mũi thứ tư là 40, mũi thứ năm là 28, mũi thứ 6 là 32. Rồi, tổng cộng 32 mũi. Tổng cộng là 6 mũi. 6 mũi này á là mã 14 200k nha anh em. 200k cho 6 mũi này, 2 4 6 nè anh em. Mã 14 200k. Rồi, mình lên mã 15 cho anh em. Ba cái mỏ lết răng rất là đẹp luôn. Một cái là size 450 nha. Cái này là size 450 nha. Đang hoạt động bình thường luôn nha anh em. Cái này là size của nó là 350, cái này 450, cái này 350 và cái này là 250. Đó. Răng miệng là đẹp hết toàn bộ nha anh em. Đây, cho anh em xem luôn. Nó dính đất đồ trong đây anh em thấy không? Nhưng mà không mẻ luôn nha, không mẻ một tí luôn nha. Ở dưới cũng vậy luôn anh em. Cho anh em xem luôn. Đây. Đây anh em. Đó. Không mẻ một tí luôn, nó dính đất vài chỗ này. Đây cũng vậy luôn. Đó, nó dính đất ở trong anh em thấy không? Chứ không mẻ nha, không mẻ một tí nào luôn. Đây. Dính đất ở trong anh em. Đó, đây nữa nè. Đây. Nó có dính đất ở trong một tí nè anh em thấy không? Đó. Rồi, ba cái này. Mã 15 330k. Mã 16 cho anh em nha. Mã 16 cho anh em là hai cái này. Ôi giời. Hai cái này anh em. Đó. Một cái như thế này, mình cái này là hình như là kẹp cắt ốc gì đó anh em. Đây. Đây. Mình mở ra là nó sẽ ra vậy, nó hở ra vậy anh em. Đó, mình khích lại là nó sẽ khích cái miệng lại nha. Đó, đang hoạt động bình thường luôn nha anh em. Một cái này. Và một cái như thế này. Cái này là đây nè. Mình dặn cái này lên cho anh em thấy, cái này bật lên bật xuống được nha. Đây. Đè xuống là nó cắt nha anh em. Cái lưỡi nó ở trong còn ok luôn nha. Đây. Cái lưỡi nó ở trong anh em. Đó. Không mẻ luôn nha anh em. Lưỡi không mẻ luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi, hai cái này. Cái này nó có bàn chân như thế này anh em nha. Đó. Tổng cộng nó rất nặng luôn anh em. Hai cái này nha anh em. Ví dụ như cái này nó còn cả cái móc này khóa lại luôn anh em này. Đây. Khóa lại nha, cái này. Mình thập vào đây. Đây anh em, mình thập vào trong đây nha. Mình coi thử. Rồi, nó có cái viên bi vô đây nha anh em. Đây, nó có cái viên bi vô đây. Đó, mình phải qua khỏi cái viên bi đó là khóa lại qua bên đây. Đó, viên bi này nó đang cứng một tí nha. Đấy, mình đập một tí là được rồi. Rồi, khóa lại là mình xách đi cho nè. Đấy, mình xách đi. Rồi,
hai cái này nha nè, hai cái mã 16 nha nè, đây là mã 16, mã 16 là 290k cho hai cái này. Rồi mình lên mã 17 cho anh em. Một cái cắt ống đang hoạt động bình thường luôn nha anh em. Đây, đó. Mình xoay là bình thường hết này. Đây. Đó, đây. Đó, đang xoay bình thường nha. Rồi, bánh xe là chạy nha anh em. Bánh xe là chạy bình thường nha. Rồi, lưỡi cắt cũng bình thường luôn nha anh em. Mình đang xoay chạy này. Đó, không mẻ luôn, lưỡi nè không mẻ luôn. Đó. Không mẻ. Đó. Rất là hoạt động rất là ok luôn anh em. Còn cái cắt ống bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà nó cũng to nha nè. Còn cái này là một cái kéo cắt ống size 600, một cái kéo cắt sắt size 600 nha, cán đầy đủ luôn nha nè, cán đầy đủ. Đây, đó, bên này nó nứt vỏ nhựa một tí. Đây, lưỡi không mẻ luôn anh em, lưỡi không mẻ nha, lưỡi không mẻ một tí, để mình mở ra cho anh em nha. Size 600 nha nè. Đây nè, lưỡi không mẻ một tí luôn nha. Đây, không mẻ một tí luôn. Đây, nó chỉ dính ba cái đồ nước, đồ nó động anh em. Đó, đây, mình kẹp lại là nó khít luôn nha. Anh em về cho dầu mỡ vào luôn. Đó, khít. Rồi, cái này, mã này 350 hai cái này nha anh em. 350 cho hai cái này nha. Rồi, cái này cho anh em là 230k. Một cái cán đầy đủ nè anh em, cán đầy đủ nha. Đấy. Một cái cắt sắt nha. Đây. Mở ra cắt. Đó. Ok nha anh em. Đó, đang hoạt động bình thường luôn, đầy đủ luôn nha anh em. Không thiếu cái gì hết. Rồi cái này mã 18 nha nè. Mã 18 là 230. Mã 18 230. Rồi. 19. Không có. Thiệt hả? Ừ. Rồi, mã 20 nha nè. Mã 19 mình ghi lộn sao không có. Rồi mã 20. Đây là một cái mũi tiện. Còn rất là đẹp luôn. Còn rất là đẹp luôn nha anh em, không mẻ một tí nào luôn. Đấy, hợp kim còn đẹp luôn nha. Đó, và một cái mũi như thế này. Và một cái đục như thế này. Rồi. Đây là đục gài máy gì không biết. Hai cái này mã 20 100k nha. 100k cho hai cái này. Ba cái này. Mã 21 cho anh em là một rổ tô vít 30 cái. Quá. Đây ha, hay là đây. Có 25 chưa? 25. 25 đây rồi. Rồi. Rồi, mã 21 nha anh em. Cái mã nãy là nhiêu? 20 hả? 20. Rồi mã này mã 21 cho anh em 190k cho 30 cái tô vít nha. 30 cái tô vít, ba ke có, dẹp có, nhỏ có, lớn có, dài có, ngắn có, đầy đủ nha. Ngắn cỡ này cũng có luôn. Đó. Dài cỡ này cũng có luôn. Đây, dài đây. Đó. Dưới đây nữa này. Đó. Ba ke nha, đẹp hết nha anh em. Toàn bộ là đẹp hết. Một rổ này là 30 cái nha. 30 cái mã 21 190k. Rồi, mã 22 cho anh em là 12 cây xà cầy nha. 12 cây xà cầy. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Đây một cái. 8 này. 9 này. 10, 11, 12. 12 cây xà cầy nha anh em. Cái mã này là 12 cây xà cầy. Đấy anh em nhìn trên màn hình nè. Đó, 12 cây xà cầy riêng cái mã này nha. 12 cây xà cầy rất là đẹp nha. Đầu nào cũng đẹp đây. Anh em thấy không? Đấy. Rất là đẹp luôn, 12 cây xà cầy. Mã này 12 cây, mã 22 200k 12 cây xà cầy. Đầu đuôi không bị mẻ gãy gì hết nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây thì nó dính ba rác trong đây. Dính rác nè. Đó, mình cậy ra là hết anh em. À, rất đẹp luôn nha. Rồi. 200k cho mã 22. Mã 23 cho anh em là mã cà lê đu chuột nha anh em. Cà lê đảo chiều nha. Đây là cà lê đảo chiều nha. À, tổng cộng là 10 cái, mình sẽ test từng cái và đọc thông số cho anh em nha. Cái này là 17 21 này. Hoạt động bình thường nè. Cái này là 26 21 này. Hoạt động bình thường anh em. Đó. Cái này là 19 21 nha. Hoạt động bình thường nha anh em. Cái này là 21 26. Đó, hoạt động bình thường nha. Cái này là 17 21. Hoạt động bình thường luôn. Cái này là 17 21. Hoạt động bình thường nha anh em.
anh chị. Cái này là 17 21 luôn nha anh em. Hoạt động bình thường không? Cái này là 21 26. Này có đồ nghề là chạy nhưng mà nó cũng hơi bị rít một tí nha anh. 17 21. Em nói miếng mình anh đấy mà. 17 21. Dạ. Có nha nè, có nhưng mà nó cũng nặng nặng tí nha nè. Đó. Rồi, 10 cái này là mã 23, 370k nha. Rồi, mình lên mã 24 cho anh em. Mã 24 nha. Cái này nói thật với anh em luôn. Cái số lượng hàng này á, tiếp này á, mình về đợt này nó quá nhiều nha. Mình về đợt này cái này nó quá nhiều luôn. Mình xả rẻ cho anh em chứ không ai bán cái giá này luôn nha. Mã 24 250, 250k cho 100 cái đầu tiếp. Trong này có đầu nối ngắn dài đầy đủ hết nha anh em. Đây. Đó. Còn tiếp nhỏ nhất trong đây á, tiếp nhỏ nhất trong đây là 40 ly, tiếp lớn nhất là 30 ml nha. 100 cái nha anh em. Tổng cộng trong một rổ đây là 100 cái, nhỏ lớn đầy đủ luôn. Đấy. Mã 24 250k. Mã 25. Mã 25 là 290k. Đây là một cái rồng rập nha. Anh em muốn bỏ cáp nó, tháo cái này ra. Tháo cái này ra, anh em bật cái này ra, bỏ cáp vào bánh xe đang chạy bình thường anh em nha. Đó. Rồi, còn cái đây là một cái móc. Cái móc này là để mình coi bao nhiêu tấn nha. Móc này là 1/2 tấn nha anh em. 1/2 tấn. Đấy, một cái móc đang hoạt động bình thường đây. Đấy. Một cái móc như thế này. Cái này là có cái vú bơm mỡ ở đây anh em. Mình bơm mỡ vào đây nha. Đó. Đó. Đầy đủ cho anh em. Rồi. Mã 25 290k. Rồi mình lên mã 26 cho anh em nha. Đây là kéo nè. Rất là đẹp nha, có chữ gia ban trên đây đàng hoàng nha. Một kéo tỉa cây cảnh nha anh em. Đó, kéo này mình đã mài bén rồi, đâu vào đó rồi, rất là đẹp luôn. Này. 3 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Cái đây là 10 nha. Cái này là 10 nha anh em. Cái này bị lỗi cái cán, lò xo ok rồi. Đó, nói chung là rất bén luôn, 10 cái kéo này. Mã 26 250. Rồi, cho anh em mã 27. Bốn cái chữ thập. Bốn cái chữ thập nha anh em. Mình thấy còn rất là mới. Bốn cái chữ thập. Rồi, mã 27 180k nha. 180k nha anh em. Bốn cái nha anh em. Mã 28. Mình lên cho anh em một mã 10 cái đầu búa. Đủ loại à, không có cán nha nè. Lòng dòng này không có cán. Thì đây 250k mã 28. 250k nha nè. Đó 250k mã 28. Một cái này, hai cái, ba cái. Đây búa bi nha nè. Ba cái búa bi nè. Búa nhồi đinh nè, còn rất là đẹp luôn. Đó búa này. Đó. Này búa đây, đẹp. Này búa rất là độc lạ luôn. Đó 10 cái, tổng cộng 10 cái búa này, 250 mã 28. Anh em mã 29, 270k một cái đội. Đây là đang quay bình thường nha anh em. Đó, hoạt động bình thường. Đây, mã 29 270k một cái đội đây. Và một cái đội non như thế này. Đó, dặn lên là non. Cái đây đội cây cảnh đồ lên, kê đồ là ok luôn nha anh em. Đấy. Hai cái đang hoạt động bình thường luôn, mã 29 270. Mình quên nói cái đội này là lắc được nha anh em, lắc được nha. Khi mà cái vật gì nó đè nặng lên á là anh em lắc, anh em thấy cái cần lắc chứ ra. Anh em cứ bỏ qua là lắc, lắc đây, đó, lắc đồ đi, lắc đồ đi. Đấy, lắc đồ đi nha anh em. Đó, rồi anh em muốn lắc lại thì anh em bật lại là lắc lại nha. Đó, là mã 29 270k. Rồi mình lên cho anh em là mã này là mã 30 nha. Đây, mã 30. Mã 30 250. Mã 30 250. Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái, mười cái, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm cái nha nè. Mười lăm cái như thế này, 250k, 30, mã 30 nha. 31 cho anh em nha, mã 31. Đây, mã 31. Hai cái cờ lê. Cà lê này là đảo chiều nha nè. Cà lê đảo chiều nha. Cái này anh em về cho dầu mỡ vào. Đây. Nó có con chó nó cài chỗ đây nha. Anh em về xoay mình chưa có sử chưa mình đánh cáp thôi chưa bỏ dầu cái này luôn, hai cái này luôn. Đó. Đây, nó có con chó đây.
Cái này hình như chạy được, đúng rồi, cái này chạy được nè nè. Còn cái này thì anh em vừa bỏ dầu vào. Mình dặn thứ đó. Ui, cái này bỏ dầu vào nha nè. Nói chung là anh em, cái này dễ lắm. Anh em bỏ dầu gõ gõ vài cái nó chạy thôi. Mình đọc thông số nha. Nó rất là lớn luôn, rất là nặng luôn. Hai cái này, mã 31 là 290 nha nè. Đây, mình đọc thông số cho anh em nha. Cái này thông số nó mờ mất rồi, mình không thấy anh em à. Cái này to lắm. Chết mẹ. Này mình không thấy thông số nó nữa anh em à. Mình không thấy cái thông số của cái này nữa. Nó mờ mất rồi anh em. Còn cái này thì còn nè, cái này là 36. Cái này nó nhỏ hơn anh em vô mình thấy nè. Đó, cái này là 36. Cái này chắc cỡ 4 mấy anh em nha. 4 mấy là 50 gì đó. Đó. Nếu mà anh em cần thiết mà đo lại cái này, mình sẽ lấy thước kẹp mình đo lại cho anh em nha. Rồi mã 31 290. Mã 32 cho anh em là kìm cạp. Đây, một đống như thế này. Mình cho anh em đây. Mã 32 là 220k. Đây, khít đàng hoàng nha anh em. Đó, một cái này. Hai cái này. Ba cái này. Đây, bóp là khít nha. Bốn cái này. Đây, 5 cái, 6 cái này. Kéo này mình đã vệ sinh nha anh em. 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13. Đó, mình đã mài bén nha. 14 kìm cạp, kìm mỏ vịt, 15 kìm mỏ vịt. Tổng cộng cái mã này 15 cái nha. Đây, 15 cái. Mã 32, 220k. 15 cái, đầy đủ luôn. Wow. Mã 36 cho anh em nha. Đây. Mã 33, 200k. Mã 33 nha anh em, 200k. Cái hồi nãy mã nhiêu? 32 không? Rồi, bây giờ là một đống lươn cưa này. Mình đã chọn cái đẹp cho anh em rồi nha. Mình cũng nhúng dầu cho nó đỡ xét rỉ nha. Đấy, mình lựa cái đẹp đàng hoàng cho anh em. Còn cái mà xấu mình loại hết rồi. Một này, cả lưỡi và có cái có cán luôn nè. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu. Cưa gấp nha anh em. Đây, bảy. Đây, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 cái nha nè. 35 cái, mình nói ví dụ nha, như cái này đâu anh em. Đây, hai cái lưỡi đây. Đó, hai cái lưỡi đây đúng không? Anh em tháo cái này ra. Đây, anh em tháo ra nha. Đó, tháo cái lưỡi này ra, anh em bỏ cái lưỡi này vào. Nếu cái lưỡi kia nó cùng nha anh em. Anh em tháo ra, bỏ cái lưỡi này vào. Đây. Đây anh em. Đó, bỏ vào là xài nha. Rồi, 35 cái này. 200k nha anh em, mã 33. 34 nha. Mình lên cho em mã 34 nha. Lên cho anh em mã 34 là mũi con gỗ. Tổng cộng là 24 cái sao anh em. Đó, mình xả rẻ cho anh em luôn. Xả rẻ. Kênh của mình là rẻ luôn nha anh em. Tại sao mà rẻ? Thứ nhất, mình bán, mình ăn số lượng. Đó, là mình bán nhiều, được nhiều mà mỗi mã mình chỉ kiếm được ít thôi anh em. Đó là mình tâm sự dài là anh em hiểu. Mình không phải là... Đừng có nói mà ai bán mà không có lời. Nhưng mà mình bán mình lời ít thôi anh em. Mỗi mã mình lời một ít thôi. Còn anh em mua về bán lại kiếm thêm ít nữa. Đấy. Thì kênh mình nó mới chạy được. Và mình bán hàng mới bền được nha anh em. Đó là mình tâm sự thật nha. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Mũi to nha anh em. 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tổng cộng là 26 nha nè. Tổng cộng là 26 mũi nha. Đó, 26 mũi, mã 34, 200k cho 26 mũi khoan gỗ. Đã vệ sinh, dầu mỡ đầy đủ rồi. Đây, có một cái mũi khoan tay nha. Đẹp luôn. Đó. Rồi,
Mã 35 nha này. Mã 35 là kéo cắt. Kéo này là kéo cánh bướm nha. Mã 35, 350k. Tất cả là đã vệ sinh và mài bén sạch sẽ cho anh em rồi. Ok cho anh em rồi. Đó. Trong này có hai cái kéo cánh bướm, hai cái kéo đuôi cá. Đây là kéo đuôi cá nha nè. Hai cái nha, hai cái kéo đuôi cá. Đây. Còn lại là kéo cánh bướm. Đó. Để mình coi thử bao nhiêu cái hết. 2 4 5 6 7 8 9 10 cái nha nè. Tổng cộng là 10 cái kéo, hai cái kéo đuôi cá, tất cả là mài. Đánh cáp xong mài bén rồi cho dầu mỡ vệ sinh đàng hoàng cho anh em hết rồi, về chỉ việc dùng thôi. Mã 35 350 nha anh em. 350. Rồi mình lên cho anh em mã 36 là một cái kẹp gì đây mình không biết luôn. Riêng cái này là mình không biết nha. Mình bán rất là nhiều hàng. Nhưng cái này nó cũng về nhiều nha anh em. Cái này nó cũng về nhiều. Cái này mình không biết để làm gì luôn. Nhưng mà mình có lên trên mạng á. Mình vào ở cái app của bán hàng Nhật Bãi mới luôn anh nè. Là cái này nó nằm 3 triệu 700 mấy chục ngàn tiền Việt Nam nha anh em. Là riêng cái này nha. Đó, mình không biết để làm gì luôn. Mở ra thì nó như thế này thôi. Đấy, nhưng mà nó bán sao mà đắt chữ biết. Hàng đây là thương hiệu của Top nha anh em. Có chữ Top ở đây. Mà mình không biết nó làm cái gì luôn. Đấy. Mà mình lên trên app thì anh em cứ vào app thử. Nếu anh em nào muốn xem thực tế giá của nó là nhắn tin qua Zalo mình gửi đường link app cho anh em vào coi. Cái này là 3 triệu mấy luôn anh em. Mình không biết làm cái gì luôn. Rồi mã 36 200k, mình để cho anh em 200k nha. Mã 37 cho anh em là kéo cát tôn nha. Kéo cát tôn thì nó có nhiều loại luôn nha nè. Đây cát tôn sống này. Đây cát tôn lỗ này. Và các kéo thẳng nha. Đây là kéo thẳng nè, hai cái này. Đây kéo thẳng nè. Đấy kéo thẳng nè. Rồi, có bốn cái kéo cong. Bốn cái kéo cong, cong kiểu này nha nè. Đấy. Là các tôn tròn đấy nè. Rồi, mã này 10 cái, mã 37 220k. Rồi, mình lên tiếp cho anh em một mã mũi ghe nha. 1 2 3 bốn cái mũi nhọn nha nè, bốn cái mũi ghe nhọn và dệt là 2 4 5 cái và một cái mũi như thế này nữa. Rồi tổng cộng 10 cái nha. Mã 38 170k nha anh em. Mã 38 hết chưa? Rồi anh em ơi, hôm nay mình lên là 38 mã nha. Thì anh em chốt mã nào nhắn qua Zalo, số điện thoại Zalo mình có để dưới tiêu đề á. Anh em nhắn qua Zalo, mình trả lời anh em muộn nhất là 5 phút nha. Anh em chốt hàng cứ nhắn qua Zalo cho mình nha. Bye bye, chào tất cả anh em nha.